thấy bố của Phương Anh chạy ra bên tôi, thế là ông kia cũng có vẻ khá là rén, có vẻ như là ông ấy cũng biết bố Phương Anh là ai, thế là cũng hạ giọng: "Ơ anh, đây cũng là con cháu ở trong nhà mình à?" Bố của Phương Anh thì cũng chỉ gật, sau đó cười khẩy một cái rồi đưa ông kia ra một chỗ khác để nói chuyện. Biết là hai người đó đã nói chuyện gì mà ông kia chạy ra chỗ tôi, mặt đã tái mét: "Ơ chú xin lỗi nhá, lúc nãy thì chú có hơi tí men trong người nên là không kiểm soát được, có gì cháu bỏ qua nhá." Nghe thấy thế, Phương Anh đang đứng cạnh tôi thì cũng sôi máu lên, mắng ông ấy: "Cháu hỏi thật chú nhá, chú có phải người lớn không mà xử sự nó như con nít thế? Rõ ràng là người yêu cháu đi không hề sai, chú sai vậy mà chú còn đánh anh ấy nữa. Cái cỡ như chú á là phải đưa thẳng lên trên công an đấy." Về tôi thì lúc đấy cũng tức thật, nhưng mà bây giờ nghĩ nhìn mặt ông ấy cũng tội, tôi cũng đồng ý cái sự nhận lỗi của ông đấy, sau đấy rồi để cho ông đi về. Bây giờ Phương Anh thì khá là hậm hực, ông kia cũng đang sót yêu lắm đấy. "Anh này, hay bây giờ anh về nhà cùng tao với bố đi, tao sẽ rửa vết thương sau đó rồi thì băng bó cho anh, với lại là bây giờ xe của anh cũng hỏng rồi, để ở tiệm thôi, mai lấy." "Ừ thì nghe cũng có vẻ là xuôi xuôi, thế là tôi gọi cho mẹ để cho mẹ yên tâm, sau đó thì lên xe cùng nàng và bố nàng đưa về dinh, và tối đó thì tôi ngủ lại nhà nàng luôn, và được, hi hi."